thấy ai hết kìa. Có ai không? Em nè. Trời đất ơi, sao em giờ này mới ra vậy? Xứng xa xứng xác gì trời. Em nói là từ từ. Em nói là em xong ra trước, rồi xong tới lượt anh. Nhạc đó là nhạc của em, phải không? Đúng rồi. Phải dặn kỹ, tưởng nhạc anh ra nhảy múa quá trời. Nó bây giờ... để bỏ mình anh đi. Em ra phải chào quý vị khán giả trước rồi mới tới lượt anh. Nhưng mà hôm nay anh lỡ ra rồi, thôi anh chào trước đi. Lời tiên cho phép Hữu Tính xin được gửi đến quý vị khán giả lời chào trân trọng. Lịch sử không? Giống ca sĩ không? Rồi, vậy thì bây giờ tới lượt em. Xin chào quý vị đang đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao do đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Vi thực hiện, được phát sóng vào lúc 13h15 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Bình thường thì anh có hay họp fan kiểu giống như gặp gỡ các bạn fan của mình không? À, lúc trước thì có, còn sau này thì không. Đỡ hơn. Đỡ hơn. Đỡ hơn. Chỉ có nói chuyện với mấy bạn trên Facebook hoặc fanpage rồi đó. Tức là cũng khá lâu rồi mình không được gặp gỡ các bạn fan của mình đúng không? Đúng rồi. Và ngày hôm nay thì anh sẽ có cơ hội gặp gỡ một bạn fan duy nhất thôi. Và ngay bây giờ hãy cùng gặp gỡ bạn ấy nha. Xin mời. Xin chào em. Chào anh Tinh, em chào anh Huy MC dễ thương ạ. Chào tất cả mọi người ạ. Mà lời nói đầu tiên cho Elena xin gửi lời chào tới tất cả mọi người đây xem trên màn ảnh nhỏ ạ. Ngày hôm nay khi mà gặp gỡ anh Hữu Tính ở đây thì em cảm thấy như thế nào? Dạ em cảm thấy rất là hồi hộp ạ. Thật ra em hâm mộ anh rất là lâu rồi. Từ những cái bộ phim cũng như là anh đóng trong những cái vai là tiểu địa, em xem em rất là cảm động và thật sự em rất là hâm mộ anh rất lâu. Hôm nay gặp anh trung quá. Mình hạnh phúc quá. Hạnh phúc quá. Hạnh phúc gọi là dân chào. Còn anh Tính thì như thế nào khi mà ngày hôm nay có một cô gái xinh đẹp như vậy đến đây để gặp gỡ và giao lưu với mình? À, đầu tiên là Hữu Tính đã nói là rất là vui khi mà mình có được nhiều người yêu thích mình, thì hôm nay lại có một cô gái khá là xinh xắn dễ thương để mà đến đây cùng tham gia với mình, nói chung là rất là vui. Để xem là phần tiếp theo mình có vui hay không, tại vì sẽ có những câu hỏi mà bạn Elena sẽ đưa ra cho anh Hữu Tính để xem là anh sẽ giải quyết như thế nào, và chúng ta sẽ cùng ngồi lại để có một cuộc trò chuyện. Xin mời. Và chúng ta đang có mặt tại phần đầu tiên của chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Elena nè, hồi nãy mình biết đó là nghệ danh là mọi người hay gọi mình đúng không? Tên thật của em là gì, em có thể giới thiệu? Dạ Huyền Trang ạ. Huyền Trang đúng không? Huyền Trang hiện tại thì đang làm công việc gì? Dạ hiện tại em đang theo học ngoại ngữ và còn đồng hành thêm đó là model. Là model nữa? Ồ. Oh. Wow. Hàng chi thấy cổ có vẻ hơi ốm. Đây, cơ hội của mình rồi. Thời gian, không gian này sẽ dành cho em để em có thể chia sẻ và giao lưu với diễn viên Hữu Tính, và anh ấy sẽ thành thật trả lời cho em 100%, nhưng mà anh sẽ không nói với câu đó mà là diễn viên Hữu Tính, anh sẽ phải đưa ra một lời hứa. Phải có một lời hứa? Có. Tôi thề tôi hứa những gì tôi nói ra sẽ là sự thật. Trang là bây giờ là Trang sẽ quan tâm đến vấn đề gì của thần tượng của mình đầu tiên? Cái điều này là cái điều quan tâm nhất từ lúc tới trước tới giờ. Thì em có được biết rằng là anh có một khoảng thời gian kiểu cũng khá là khó khăn. Anh có thể cho em biết là trong cái thời gian đó ai là cái người đã giúp anh quay lại sân khấu không ạ? Anh xin phép trả lời Elena. Dạ. Đa số những cái gì anh làm đó đều nó phải xuất phát từ mình hết, cái lý trí mình nó còn. Dạ. Mặc dù mình trải qua nó nhiều việc, nó đau lòng lắm, nó buồn dữ lắm, nhưng mình xác định mình không làm thì ai làm? Rồi mình không làm cái việc nghệ thuật thì mình làm cái gì? Nói chung bằng mọi cách mình phải tồn tại. Bình thường thí dụ mình buồn, nhưng khi mình ra quay, mình ra diễn, mình gạt mình đi, mình quên hết cái điều đó để mình cháy hết lòng. Ví dụ người ta diễn 100% sức lực thì mình diễn phải hơn cái điều đó, nó mới lướt được. Và cái tâm trí của mình nữa, mình phải quên hết cái điều đó thì mình làm nó mới tự nhiên, nó mới vui được. Chứ mình buồn mình diễn vui sao người ta vui. Thì không biết là những cái khó khăn anh gặp trong cuộc sống là nó như thế nào, anh có thể chia sẻ một tí được không? Thì năm 2016 là gia đình phá sản. Rồi mình đã không còn cái gì, thì rồi trong cái quá trình mà mình cầm cự, mình sẽ phải vay tiền nữa, cho nên là nó sẽ mắc một số nợ.
là sau đó khi mà nó qua cái điều đó rồi, mình phải cắm đầu vô mình làm để mình trả lại hết, mình sống dậy, mình làm lại cuộc đời mình thêm một lần nữa. Tự mình vực mình dậy chứ thật ra là nó không phải là... Có nghĩa là bây giờ Huy hình dung đi, người ta hay nói là làm từ hai bàn tay trắng thì ít ra nó trắng tay, nó dễ làm hơn. Còn khi mà em dứt thêm một mớ nợ, lúc thời điểm đó anh nợ cũng phải 5 tỷ nữa. Rồi. Là anh không á, chứ không phải gia đình đâu nha. Thì cái mình nghĩ mình lúng đất luôn à, mình lúng sâu dưới luôn. Thì mình cũng không có cái lựa chọn nào khác ngoài cái việc mình đối diện với nó và mình giải quyết nó. Thì mỗi ngày trôi qua nó rất nặng nề, đi làm bao nhiêu tiền là lấy gửi. Chỉ có khi mình đối diện với nó, mình trả nó thì đúng, dần dần nó như một cục đá gì đó. Mỗi ngày mình trả một miếng giống như bào xuống một cục, nó nhẹ dần. Và sau đó mình có cái mục đích sống, mình thấy được cái ánh sáng thì cuộc sống mình nó lạc quan liền. À, anh trầm cảm thời điểm đó cũng một năm trời. Rồi mình sẽ bị gọi là giống như mình buồn, rồi mình thất vọng, rồi mình cái đầu mình nó sẽ không nghĩ ra những điều tích cực nữa, mà mình sẽ buông xuôi. Mọi thứ bây giờ nói đối với anh nó cũng khá hơn rồi đúng không? À, hiện tại thì mọi thứ đối với anh nó ổn hết rồi. Có nghĩa là anh đã vượt qua được cái điều đó và anh làm lại mọi thứ, nó trở về cuộc sống bình thường và đã trả nợ xong. Wow, như vậy phải gửi một lời chúc mừng tới diễn viên Hữu Tính. Thực ra thì trong cuộc sống sẽ có những cái giai đoạn mà mình gặp khó khăn, nhưng mà với những cái chia sẻ của anh thì mình cũng có thể hiểu được là vượt qua được cái giai đoạn đó thì nó căng thẳng và nó khó như thế nào. Là một diễn viên hài mà khi mình lên sân khấu thì mình sẽ mang đến những cái tiếng cười cho tất cả quý vị khán giả, nhưng mà mình có những cái áp lực bên trong thì chắc chắn sẽ rất là khó để mình thể hiện tốt vai diễn. Trong cái giai đoạn đó anh đi diễn thì chắc chắn là nó rất là nặng nề rồi đúng không? Thì khi mà mọi người gọi show mình đi diễn thì mình sẽ trả lời mọi người như thế nào? Có nghĩa là đương nhiên là anh sẽ nhận hết. Lúc đó anh còn bị ôm đờm, anh làm việc đến mức mà sắp ngã quỵ. Bất cứ việc gì cũng làm á, và mình xin người ta cho mình làm đi, cho mình làm để mình ăn 2-3 đầu lương á. Làm cả ngày xong về tối thì người ta đúng ra người ta ngủ đúng không? Mình bị stress, mình cũng khó ngủ, cho nên mình viết kịch bản nó mới đủ. Nhưng mà cái khoảng thời gian đó chắc chắn là rất là khó khăn, nhưng mà bây giờ mình đã có thể vượt qua được đúng không? Bây giờ mình sẽ vui vẻ hơn. Em nghĩ là khó khăn nhất mà mình cũng có thể vượt qua rồi, thì bây giờ mình sẽ gây dựng một cái gì đó nó tươi sáng hơn. Hồi đó anh đã từng tuyệt vọng, nhưng mà đến bây giờ thì mới nói một câu là mọi chuyện nó xảy ra, đừng có sợ, cứ đối diện với nó đi. Chứ còn trốn tránh nó chỉ làm cho được lúc đó thôi, rồi đến một lúc nào đó mình cũng phải giải quyết. Nhưng khi cái việc đó mà nó để lâu dài á, có khi nó khó giải quyết hơn, có khi nó rối. Và khi mình qua được cái giai đoạn đó rồi, mình mới biết mình mạnh mẽ như thế nào. Qua câu chuyện của anh Hữu Tính thì Trang nghĩ như thế nào về cái khoảng thời gian mà khó khăn của anh Hữu Tính? Dạ, thật lòng mà nói là khi em biết được những câu chuyện này, thật sự em rất là cảm động. Khi anh kể chuyện thì em thấy trong đó có cái hình bóng của em trong đó. Và bây giờ thì em đã vượt qua giống như là thần tượng của mình chưa, hay là mình vẫn còn lay hoay trong cái vòng lẩn quẩn đó? Dạ, tất nhiên là phải cố gắng anh, tại vì mình phải biết một điều, đó chính là buồn thì cũng buồn, khóc thì cứ khóc, nhưng mà sau đó thì ngày mai mình cần phải cố gắng để nỗ lực để phát huy hơn nữa, tại mà em còn gia đình, còn công việc, cũng như là còn thần tượng nữa, nên em phải cố gắng là em tin là anh Tính làm được và em cũng sẽ làm được. Tiếp theo em muốn hỏi anh Hữu Tính về vấn đề gì nữa? Là khó, là cái vấn đề này em vẫn luôn thắc mắc. Theo em được biết là cái khoảng thời gian anh Tính có chia sẻ là có chị nhà đó, thì anh có thể chia sẻ cho em biết được là chị đã đồng hành cùng với anh trong cái khoảng thời gian nào khó khăn nhất và chị vẫn tiếp tục ở lại với anh được không ạ? À, về cái chuyện tình cảm của anh thì em biết sao, trước giờ anh không có phô trương. Dạ. Cho nên là không ai biết hết á. Anh cũng không có cái chuyện đời tư đối với anh là nó nhẹ nhàng. Anh không muốn ảnh hưởng đến họ. Dạ. Bởi vì mình khó nói lắm. Ai thương mình thì họ nói tốt, còn ai không thương thì nó đâm ra sẽ làm tổn thương cái người mình thương. Dạ. Thì đến cái người hiện tại anh quen thì là tới giờ cũng mấy năm rồi, chung sân khấu với anh, diễn chung sân khấu, rồi bắt đầu hiểu nhau, đồng cảm nhau gì đó, rồi đến với nhau. Nói chung là cuộc sống anh mấy cái đó nó nhẹ nhàng lắm. Sẽ có một người bạn đồng hành cùng với mình vượt qua những cái giai đoạn khó khăn và bây giờ nó tươi mới hơn rồi. Thì mọi người sẽ cũng cùng nhau hưởng thụ cái thành quả hiện tại. Thì không biết là từ đây tới năm sau thì không biết khi nào anh có dự định để
mình cho fan một cái happy ending này không ạ? Anh có dự định nếu mà được ổn thì năm sau. Wow. Còn không thì tới nữa. Nói chung 1-2 năm gì đó anh sẽ làm cái đám cưới nhỏ. Mình có làm đám cưới to lên được không? Thôi nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Cũng giống như là anh Hữu Tính đã chia sẻ đúng không? Mình muốn cái gì nó thầm lặng nhẹ nhàng. Em còn muốn hỏi thêm anh Hữu Tính gì không? Tại vì thật ra nãy giờ anh thấy là liên quan tới vấn đề về cá nhân, cuộc sống. Bây giờ mình có thắc mắc về những cái vấn đề khác mà em muốn đại diện cho nhiều người hơn. Dạ, thì em muốn đại diện cho một cái nhóm fan nhỏ nhỏ của anh Tính. Dạ. Không biết là sắp tới thì anh có một cái buổi, định có một cái buổi offline nào đó cho fan để có cái cơ hội để được giao lưu với anh nhiều hơn không ạ? À, cái đó thật ra là nó nằm trong khả năng của mình mà. Dạ. Nó không khó, không biết là mấy bạn có còn muốn gặp mình hay không thôi. Dạ có chứ anh, chắc chắn điều đó là muốn rồi. Thì để sắp tới khi anh lên fanpage đó, mình sẽ hỏi mình chọn cái ngày nào đó. Dạ. Hoặc là mình để tới sinh nhật mình hay gì đó. Dạ. Mình cùng hợp lại, mình ăn uống, mình nói chuyện, mình tán dóc chơi. Dạ vâng ạ. Diễn viên Hữu Tính ở ngoài công việc là diễn xuất ra thì anh còn rất là nhiều cái tài lẻ nữa. Thì không biết là em có mong muốn gì khi mà ngày hôm nay em có cơ hội được ngồi đây cùng với anh Hữu Tính không? Dạ, ngoài diễn ra thì em biết được là anh Tính hát rất là hay. Thật sự hát rất vui mừng. Thì không biết ở đây nhân dịp ngày hôm nay anh có thể tặng cho em một bài nho nhỏ được không? Một khúc nào cũng được. Vậy hát đại một khúc ha. Bây giờ mình hát cải lương được không anh? Có nghĩa là em nghe được thì anh hát được. Để xem là anh Hữu Tính hát như thế nào anh nha. Anh hát rồi em mới thấy là cải lương và anh á, nó là hai trường phái. Hai trường phái. Thôi rồi anh hát thử đi. Điệp ơi mai lên chốn thành đô, nhà xe ta nói nó rực rỡ hết cỡ. Xin đừng quên bến đò ngang con sông nhỏ, chốn quê xưa em dò gió mong chờ. Hay quá. Tức là một cái câu hát cải lương nghe rất là quen thuộc đúng không? Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có một tí pha trò ở trong đó nữa, cho nên là nghe cải lương hài đúng không? Nghe cũng được. Thôi bây giờ mình hát một bài nó nhạc trẻ hay là gì đi. Sở trường hả? Sở trường hả? Với anh biết em sẽ quên hết những bài tình ca viết riêng tặng em. Yeah. Và anh biết trái tim em có hình bóng ai kia, đâu chỉ riêng em. Và em sẽ không trách anh nữa, chẳng trách anh đâu. Khi ta đến bên nhau, tình yêu dối lừa. Hay quá. Cùng đường, đi cùng đường, đi cùng đường rồi, đi cùng đường rồi. Rồi, bolero thì sao anh hả? Bolero hát dở lắm. Đường về canh thâu, xa nghe tiếng ai ru mơ mộng. Qua phênh vênh có bao mái đầu, hát hiu vàng anh điên câu. Hay, được. Mình hát nhạc rap được không anh? Thua. Cái rap là kiểu cậu cả trong gia phả, cậu cả là đại thiếu gia, cậu cả có nhiều ngân phiếu ha. Đó, được luôn. Chẳng qua là tại vì không thuộc lời thôi, chứ nếu mà thuộc lời thì chắc cũng ok, cũng vô. Nói chung anh cũng có nhịp lắm, anh cũng rành nhạc lý mà. Anh có một cái cục hơi rất là mạnh. Hồi đó anh học hát hết 2 năm, rồi còn học đàn, piano, guitar, trống, nói chung cái nào cũng học mà. Anh học hát là để anh hướng mình làm ca sĩ hả hay là sao? Đúng rồi, hồi đó học hát để làm ca sĩ. Rồi sau đó cái mình thấy mình nhát quá. Mình lên sân khấu mình hát mà bị cứ rung đứng im, mình là không có làm cái gì được á. Phân tâm quên lời luôn. Cái mình mới đăng ký vô trường sân khấu điện ảnh mình học, để cho mình dạn dĩ hơn. Mình có thể đứng trước khán giả hàng ngàn người để mình tự tin, rồi cái mình học diễn xuất xong cái đi diễn luôn, quên hát luôn. Cảm ơn anh rất nhiều và chúng ta đã có một cái phần trò chuyện nói chung là cũng không có quá căng thẳng đúng không? Anh tưởng đâu là hỏi mấy cái gì đó cao siêu lắm. Ở những cái phần đầu tiên á thì sẽ là một cuộc trò chuyện giữa fan và thần tượng, và chúng ta sẽ cùng đến với phần thứ hai của chương trình. Chúng ta sẽ vận động nhiều hơn để xem là diễn viên Hữu Tính và bạn Trang sẽ kết hợp như thế nào, hay là sẽ là đối đầu với nhau để có thể vượt qua thử thách của hẹn hò cùng ngôi sao. Nhưng trước hết chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao và chúng tôi sẽ quay trở lại chương trình kênh nha.
Phần 2 của chương trình ngày hôm nay đó là một thử thách. Trong phần chơi này, một người sẽ đảm nhiệm vai trò là sẽ tung cái chai này, và một bạn còn lại sẽ tháo gói quà này. Và bên trong gói quà này của chúng ta sẽ có một món quà bí mật. Nếu như thành viên bên này dựng được chiếc chai này lên như thế này thì chúng ta sẽ hoán đổi vị trí cho nhau, và người đó sẽ qua đây để tháo hộp quà. Ai tháo được hết hộp quà này ra, nhận được một món quà bí mật trong này thì người đó sẽ là người giành chiến thắng. Hai người chơi đã hiểu chưa? Rồi, hiểu rồi. Thì anh nghĩ là anh sẽ là người chơi trước hay là Elena sẽ là người chơi trước? Em muốn sao? Em nhường anh đó. Nhường là nhường. Em nhường anh. Cái đó là mình không phải nhường mà là mình bắt anh chơi trước. Em nhường anh cái phần khó. Nhường anh cái phần khó. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 3, 2, 1, bắt đầu. Hãy tìm cách để tháo cái hộp quà này ra. Rồi bên, đúng rồi. Coi tính xé nè, phải vậy chứ. Rồi bên, một lớp bột đã được tháo ra. Ôi trời, trời không ơi. Không tìm được mối nối luôn mọi người à. Rồi em nghĩ là cái vai trò này là dành cho anh hết đó. Hãy cẩn thận nha, hãy cẩn thận nha. Biết đâu mà tháo gần cuối rồi người ta nhào vô, người ta hưởng cái thành quả là cũng hơi mệt đó nha anh nha. Bình tĩnh nha, mạnh lên. Bình tĩnh lên. Rồi, cảm ơn. Mình hãy có chiến thuật nha. Tiếp tục thay đổi. Mọi người đang bắt đầu trên một cái hành trình gọi là đi đến đích cuối cùng rồi. Rồi, ok. Mình tiếp tục xé, xé, vẫn xé, xé, xé. Rồi, đổi bên nè. Xé, vẫn tiếp tục à. Mạnh lên, bình tĩnh. Sắp rồi, sắp rồi. Còn một lớp nữa thôi. Nhanh, nhanh, nhanh. Cuối cùng rồi. Vâng. Như vậy là diễn viên Hữu Tính đã giành chiến thắng trong phần thi này. Qua phần thử thách nhỏ nhỏ của Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao ngày hôm nay thì diễn viên Hữu Tính đã giành chiến thắng trong phần chơi của mình. Xin chúc mừng! Elena không có may mắn giành chiến thắng, nhưng mà mình đến đây rồi thì mình cũng sẽ có những cái phần quà nhỏ nhỏ của Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao dành tặng cho em. Đó, dành tặng cho anh Hữu Tính. Xin cảm ơn diễn viên Hữu Tính và bạn Elena đã đến với chương trình ngày hôm nay. Thì chúng tôi cũng muốn lắng nghe cảm xúc của bạn Elena. Dạ, thật sự là gặp anh Hữu Tính là một cái điều thật sự em rất là mong. Trời ơi, em mong ngày mong đêm luôn. Khi gặp được rất là hồi hộp và nói chung là mãn nguyện. Rồi còn anh Hữu Tính thì như thế nào khi mà gặp gỡ một bạn fan của mình đến đây? Thì thật ra cũng không có làm khó mình nhiều ha. Đầu tiên là Hữu Tính xin được gửi lời gọi là cảm ơn chương trình đã mời mình ha. Để mình được xuất hiện trước khán giả cũng như là trước những cái bạn fan của mình. Cái thứ hai là anh cảm ơn Elina rất là nhiều. Bởi vì ngày hôm nay mang đến cho anh một cái cảm giác là hạnh phúc. Anh cảm nhận là anh được yêu thương. Anh không biết diễn tả như thế nào cho hết, nhưng mà nó ấm lắm. Dạ, em cảm ơn. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và chúng ta sẽ còn gặp gỡ nhau vào lúc 13:15 Chủ nhật tuần sau nha. Và chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Vi thực hiện. Đến đây, xin chào và hẹn gặp lại. Và qua những cái chia sẻ của anh Tính, em cảm thấy càng yêu quý anh Tính nhiều hơn nữa. Hy vọng là Tính sẽ được mãi ở trong cái vòng tay yêu thương của fan. Anh ơi, anh Tính này cố lên.